xin chào mọi người đã quay trở lại với shop hàng Tùng Lâm. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về cách đo vòng sườn BB. Đây là sẽ gồm có hai dạng, dạng thông dụng nhất là bằng răng là dạng như thế. Còn đây là cái dạng mà BB ép. Thường thì những anh khách có nhiều anh không biết cách đo thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cách đo là như thế. Thì bên em sẽ hỏi những anh khách là đo về vòng ngoài sườn là bao nhiêu, dạng là như thế này. Thì nó sẽ hiển thị ở đây là 34 là BB bạn răng 34. BB bạn răng 34 thường thì bên em sẽ có mẫu như thế này là BFA 24. Cái này là cốt 24 hoặc 30 tùy theo cái cốt giò mà của các anh trai đang sử dụng. Cốt giò là cái bộ này là như thế này đây. Mình sẽ kẹp đo về cái vòng cốt này, mình xem coi là cốt mình đang sử dụng là bao nhiêu. Như bộ này của em thì cốt đang sử dụng là cốt 24, thì em sẽ dùng là BFA 24. Răng thì răng là 37. Còn anh trai nào mà xài cốt 30 thì báo bên em là đang dùng cốt 30, thì bên em sẽ giao cho là BFA 30. Còn đây là cái mẫu BBF thì cũng đo y chang như vậy luôn. Là mình sẽ đo, đây là sẽ là 46, thước em đang chỉ là 46. Thì nó cũng sẽ có bộ BBF thông dụng, thường hai size thông dụng là một là 41 hoặc 46. Đây, cái vòng này BB vòng ngoài 46 là bên em sẽ có bộ này BF 4630 là đang là cốt 30. Thì anh trai nào sử dụng cốt bao nhiêu thì cứ báo em, thì sẽ lắp là như thế này. Khi lắp vào BBF sẽ lắp như thế này, về mấy anh trai phải dùng một bộ dụng cụ để đóng vào nữa là sẽ sử dụng được. Bộ vặn thì mình chỉ vặn trực tiếp vô như vậy là ok ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người, bye bye.